Hello, xin chào các bạn nha. Video này mình sẽ giới thiệu với các bạn mấy cây súng nước mà mình định quay clip nớp Super Soccer. Cái này là pháp sư nha các bạn. Ok. Rồi, đây là khẩu đầu tiên nha. Khẩu này tên là cái giống gì đây? Cái gì Battle Blitz gì nè các bạn. Để cho pháp sư bắn thử nha. Rồi, đứng bắn luôn. Bảo ăn bắn luôn rồi Bảo. Tôi để khẩu này chỉ việc bơm nước như cái bình này xong rồi dặn vô rồi bắn thôi nữa các bạn, rất đơn giản. Rồi khẩu tiếp theo của Isa, đây là hai tay hai súng là cực kỳ xịn luôn nè. Đây khẩu tiếp theo của Xbox, này cũng hai tay hai súng luôn, khá là ngon lành nha các bạn. Quá ngon rồi. Tiếp theo đây khẩu súng của Fly, phiên bản Phật Phật Fly. Rồi bắn luôn. Khẩu súng này bắn khá là hấp dẫn nha, đạn siêu to không luôn. Khẩu tiếp theo đây là súng dòi dòi. Khá là cũng khẩu tiếp theo đây này, khẩu này đều hết đi, cầm súng bắn hết luôn đi. Đây là súng khẩu dòi dòi V2. Cái này là bắn nhẹ hơn mà đục đạn to hơn. Rồi. Đây. Đây là khẩu tiếp theo. Khẩu của Isot. Phiên bản Epic các bạn, mấy dòng mới của Isot giờ. Isot giờ này nó làm mấy khẩu súng nước khá là đẹp nha. Đây, thêm một phiên bản Isot nữa, cái dòng này là dòng cũ rồi. Bắn cái này các bạn này phải... kẹt đạn rồi. Dạ cái gì? Bắn đi. À súng sụp. Súng sụp. Để súng sụp nha, phải sụp mới được. Rồi khẩu tiếp theo. À lực cỏ này, đây là Super Sneaker. Gì 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 gì? Super Soaker. Rồi bắn đi. Này lên cơn. Được rồi, khẩu tiếp theo. Đây là mấy thành viên tham gia video hôm nay các bạn. Đây là pháp sư. Bảo. Sơn thể thao. Bì Lâm. Viên Tăng. Rồi tiếp. Đây là súng xịt nếp. Súng. Rồi bắn đi. Cậu này bắn được có lần à. Nó kéo lên để hút nước xong rồi bắn thôi các bạn. Xịt được có lần à. Nước rồi. Rồi tiếp theo khẩu này. Khẩu này bắn nhẹ mà đạn mạnh nhẹ không nhẹ. Rồi tiếp, còn khẩu này chưa giới thiệu nữa không? Khẩu này đây là khẩu dịp lép luôn, dịp lép bự hơn. Ôi khẩu này là khẩu tornado phải chiu. Rồi khẩu nào nữa? Khẩu. Đây khẩu này đây. Của đây là khẩu súng Phật Lai. Skin cây. Skin gỗ. Này nó hút thuốc điện tử. Không xong quẹo luôn hả? Rồi tiếp theo. Này khẩu này phải không? Khẩu này. Khẩu 2 năm chưa giới thiệu nè. Bắn 2 lần, đó là 2 tiêu. 2 tiêu chứ 2 lần cái gì? 2 tiêu. Rồi tiếp còn khẩu nào nữa không? Còn khẩu
khẩu này. Đây là khẩu dịch lép thứ hai. Đây, bơm nước đây. Bắn đi. Đây, như giò sen. Ok. Rồi được rồi. Khẩu này. Đây là cái nạn má này trong cái clip Super Soccer vừa rồi mình có giới thiệu các bạn rồi. Bỏ vô bắn thôi, không có gì hết. Còn là trước tiên là phải nhúng này xuống núi cho bạn, nó nặng rồi mình mới bắn được ha. Ok. Rồi tiếp theo là cái này là cái dạng như là cái bơm nước các bạn, nhúng xuống nước cho nó nặng xong mà chọi ha. Có mình lấy hai trái. Rồi còn nào nữa? Khẩu này. À, khẩu này là khẩu sụp luôn. Sung. Bơm hơi các bạn, nén hơi. Ui. Đó, bắn khá là đẹp nè, cái nằm ở tay sẽ xay nha. Okay. À, các bạn nào mà muốn mua mấy sản phẩm này mình cũng có bán luôn nha các bạn. Bạn nào muốn mua thì liên lạc với mình qua cái Zalo mình để dưới phần bình luận ha. Rồi cuối cùng là cái bộ đồ chơi này gọi là sao ta, dạ như đánh cầu lông chọi qua cái hứng xé luôn hết sức. Đây ao nè, mọi người cầm cây như vậy thảy qua. Ủa? Thấy cao lên vậy nè. Không phải ở như vậy mới đúng đó. Đó là như vậy. Đó là như vậy. Ngược lại đúng rồi. Lại coi nước chị nó đọc cái nhúng nước. Chúng ta sẽ dùng trong video này các bạn. Ok. Đó là nhiều. Rồi, các anh chị chuẩn bị để bắt đầu vô video.